Nay Quy gặp con rắn mối hay nè cả nhà, nó dạng hịch à, không biết sao nữa. Quy bắt Quy cầm bên tay nó cũng không bỏ chạy luôn. Cái đuôi này nó bị đứt rồi, giờ nó đang mọc ra ngay. Lật đật kiếm gì cho nó ăn, nhìn nó ăn thấy thương quá cả nhà.